Alo, anh nghe đây. Anh Duy ơi, anh về nhà liền nhé. Em đã có manh mối về người hại chết ba anh. Về liền nha anh. Khánh Băng, em nói gì vậy? Anh không hiểu gì hết. Bây giờ em không tiện nói, gặp nhau ở nhà sẽ rõ. Vậy nha. Mỹ Ngọc ơi, cứu tôi với. Cứu với. Cứu tôi với. Tình ái đã vụt bay.